mọi người đã đến với kênh nguyễn linh Korea hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện của một bạn tinh dương đã gửi về cho mình nếu như mà bạn nào có chuyện mà muốn gửi về cho mình kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe thì xin vui lòng gửi vào phần tin nhắn của trang facebook mình sẽ đọc và sẽ kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe và bây giờ vào chuyện nha mọi người câu chuyện là như vậy là bạn dương này nè có quen biết với lại cái một chú chạy xe ôm, chú chạy xe ôm đó và chú chú chạy xe ôm đó là chú ở là đường trần quang khải thành phố hồ chí minh và chú thì chú quê của chú là quê của chú ở vĩnh long á và chú thì lên trên sài gòn để mà chú chạy xe ôm nhưng mà chú tại vì chú sống có một mình là chú chạy xe ôm thì chú không có đủ tiền để mà thuê nhà trọ cho nên là cứ ban ngày thì chú chạy xe ôm và tối thì chú lại xin cái chủ quán tại vì chú chạy thường thường chú hay đậu xe ở trước cửa của cái à, của cái, cái 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 quán cà phê đó, đó mà của cái anh anh chủ quán nên là anh rất là tốt tại vì anh thấy chú này không có chạy xe không có tiền đi vả lại là chú thì không có đủ tiền để thuê nhà trọ cho nên á anh đã cho chú thường thường chú ban ngày thì chú chạy xe ở khắp nơi ở thành phố ha thì và ban đêm chiều về là buổi tối về chín từ 9 giờ 10 giờ chú về tới thì anh chủ quán cà phê này nè anh cho chú ngủ ở phía ngoài trước mà trước cửa nhà mà không phải là trước cửa quán mà là cái dạng như hơi kế một bên cái cái cái, cái quán luôn vậy đó cái quán trước cửa vậy thì cái mép bên hông á thì anh cho cái chú xe ôm này nè chú ngủ ở đó thì hàng ngày á thì chú cũng chạy xe tới chín mười giờ tối là chú về đó và chú là ở đó chú chạy cái miếng ra rồi á là chú ngủ tại ngoài trước cái kế bên hồng cái quán cà phê luôn quán cà phê thì cơ khoảng chừng 90 giờ lạnh đã dẹp rồi và chú thì chú ngủ ở đó có khi buổi tối về chú có cả ngày chú chạy không có tiền nữa cứ được chừng có ngày không có chạy được đồng nào nữa thường thường thì anh chủ quán thấy buổi tối thì thấy chú về thì hỏi thăm chú là ờ chú ơi chú chạy hôm nay có tiền không nếu như mà không có tiền hôm nay mà chạy đắt á, thì anh không có nói gì đi thì chú có tiền chú mua đồ ăn cơm đồ mua này mua kia để chú ăn còn hôm nào mà chú chạy mà không có tiền á, thì chú về sớm thì 9 giờ là chú về cái quán trước quán là chú đậu xe đó chú ngồi đó luôn à thì anh chủ quán đây nè hôm nào mà chú chạy không có tiền á là anh nó lấy cơm của trong nhà của mình á anh ra anh cho cái chú chạy xe ôm này chú ăn luôn thường thường đó thì à, chú cũng ngại lắm chú không có dám nhận nhưng mà cái anh chủ quán thì tốt lắm nó không sao đâu chú ơi à, cũng như là tại vì á là thấy chú không có mà chạy xe được thì không có tiền cho nên nó là chú cứ ăn đi không sao hết á và chú thì cũng biết ơn cái anh chủ quán nhiều lắm nha thì đâu cũng một thời gian cũng khoảng chừng à, tự nhiên cái đợt đó đi cái anh anh, anh, anh là uống thuốc lắc cách làm sao không biết nữa uống thuốc lắc cách làm sao không biết nó chạy xe chạy xe tới đó chạy xe tới đó xong rồi cái bị tai nạn té chết ngay chết phía ngoài phía ngoài cái quán luôn chết chạy cách làm sao mà thuốc lắc uống thuốc lắc nhiều quá rồi chạy rồi bị tai nạn chết luôn chết nó thì chết ngay cái chỗ mà chú mà mà ngủ nha hàng ngày chú ngủ á chết ngay chỗ đó đó và ai cũng sợ chứ nha nhưng mà chú xe ôm này thì chú không có sợ đi tại vì là chú đâu có còn lựa chọn nào nữa chú đâu có có mà chỗ ở đâu không có chỗ ngủ nữa tiền thì chạy sẽ không đủ thuê nhà trọ cho nên kệ thôi kệ đi ai cũng nói là ma cỏ này kia nhưng mà chú không có sợ chú ngày đó ngày nào chú cũng ngủ chân cái anh chủ quán cà phê này nè anh chủ quán cà phê á mới kể cho chú nghe là à cái anh thanh niên kia cho uống thuốc lắc rồi bị tai nạn chết như vậy đó à tối mà chú xe ôm này nè ngủ mà có thấy gì không thì chú xe ôm cũng thiệt tình nói không không thấy gì hơn á cái anh chủ quán á anh chủ quán ảnh mới nói nè Đâu hôm hôm có mấy lúc mà em em ra đây mà em ngồi em chơi nè ha. Buổi tối em cũng sợ lắm đó mà anh không thấy gì hết sao? Nó hỏi chú xe ôm vậy nghe. Thì chú xe ôm mới nói không có ờ à, đâu có thấy gì đâu, chắc tại tối là à, tôi mệt quá rồi cái tôi ngủ tôi không có hay ho gì hết chứ gì Xong rồi á canh chủ quán mới nói đâu hôm nào mà nếu như mà anh có gặp á anh có nghe anh có gặp cái người thanh niên đó đó đậu thử anh xin số thử coi nghe nói nghe đồn là nói linh dữ lắm đó nha thì cái chú xe ôm này nè chúng nói ừ ừ thì hôm đó đi cái tối là chú ngủ chú chạy xe dắt tới cũng khoảng khoảng chừng 10 giờ rồi chú về và chú chạy cái miếng ra để chú nằm chú ngủ nha thì lúc mà chạy ra cái chú nằm thì lúc mà chú cũng mệt mỏi rồi chú ịt ra đó là chú ngủ luôn à Ủa tới khoảng 12 giờ 12 giờ đi nha Cái tự nhiên chú nằm nghiêng đây nè Chú nằm nghiêng nghiêng Cái mặt thì ra cái ngoài đường Còn cái lưng đó thì mà Cái lưng nó nằm phía trong nha Cái lưng đó thì nó quay vô dách á Quay vô cái cửa Thì xong rồi á Cái chú mới cảm thấy như có người nằm kế bên mình á Chú cảm thấy như vậy đó nha Như có người nằm kế bên mình cho nên á là chú là Thấy kỳ kỳ Đó như là có ai nằm kế bên mình thì chú mới quay qua thì chú cũng thấy cái cái dáng người mà đang nằm nha cái chú mới nói gì nè tại vì tôi không có tiền tôi không có tiền tôi thuê nhà trọ đi cho nên tôi mới ngủ bờ ngủ bụi gì nè nếu như mà có linh thì cho tôi trúng số đi rồi tôi cúng cho chứ tôi không có tiền có gì đâu đừng có theo chọc phá tôi này kia tôi nghiệp tôi lắm thì chú mới nói như vậy xong rồi ha cái chú mới nói gì nè có nghe tôi nói hay gì không vậy thì chú mới nói nói cái dạng như nói chổng như thế nha thì chú mới nghe cái tiếng nói nè ừ ừ nha tiếng chú mới nghe cái tiếng nói là ừ luôn xong rồi á nói à, à, để đi tôi cho số chú nghe rõ ràng là cái tiếng vậy luôn nha xong rồi à, cái chú nói à, nhớ cho tôi số đó nha rồi à, ngày mai tôi mua đồ tôi cúng cho xong rồi á à, cái mới cho chú cái con số đó mới nói cho chú cái con số đó đi nha là sáng hôm sau chú thì chú chạy xe ôm chú đâu có đủ tiền nhiều đâu mà mua mà số để nhiều để mà cho đánh số đâu mọi người chỉ thì ban ngày thì chú chạy xe được nhiêu tiền đó thì trừ ra tiền ăn uống này kia thì còn dư được chừng vài chục ngàn hai ba chục ngàn như đó thì chú mua chú mua số thôi à có khi có dư có mười ngàn nữa không chừng thì chú mới dư cái tiền dư đó đó chú mua chú mua hôm đó chị chúng chú chúng chú được chú mua có 10 ngàn à thành tử chú chúng được có mấy trăm ngàn à mấy trăm ngàn thì á, là xong rồi lúc mà qua ngày sau là chú chú số đó đây ha rồi á, là chú cũng mua bánh mua trái mua thuốc nữa mua thuốc với lại mua à, mà à, nhang rồi về á, buổi tối đó cái chú cũng à, mà cúng này kia thì cái bữa mà chú số đó ha là chú số là chú sáng á là chú mới cũng có kể lại với cái anh chủ quán nhưng mà cái anh chủ quán ấy, thì ảnh cũng không có tin đi cho nên anh không có mua thành thử là anh không có trúng còn cái chú ấy, thì chú trúng được có 10 ngàn có mấy trăm ngàn à chú trúng được có mấy trăm ngàn à mà chú vẫn mua bánh kẹo nè bánh đồ ăn này kia đồ mua à, một à, hôm đó chú mua này ha một bánh nè ha Giờ mua thêm mua một con gà nữa về ấy, rồi mua thuốc nữa rồi về ấy, là chú cúng ngay chỗ đó luôn cúng xong á thì xong thì không có gì hết hoa ngày sau nữa cái canh cái, cái chủ quán đây nè ảnh mới nói chú vậy nè không mấy tối đêm nay á là anh là xin số nữa đi rồi tôi với anh đánh chứ bữa anh anh nói mà tôi không có tin đi cho nên tôi không có mua còn anh nó thì đâu có tiền đâu mà anh mua nhiều bởi vì anh đâu có trúng nhiều thì chú mới nói ờ ừ, để tối nay á để tôi xin thêm lần nữa coi sao thì hôm đó thì chú cũng chạy xe và chú cũng về 10 giờ và cái đêm tối á, thì chú chải cái miếng đó ra đó chú ngủ thì chú ngủ có khoảng chừng 12 giờ đi cái chú mới nói gì nè chú mới nói gì nè à, bữa nay á, có đây không vậy chú mới nói chổng gì đó nha thì chú vừa nghe vừa nói cái tiếng mà bữa nay có đây không vậy thì chú lại nghe cái tiếng thở ra thở dài ra ừ thì chú mới nói gì nè à giờ bữa nay á cho tôi á xin con số nữa đi rồi á bữa trước á thì tôi mua tôi không có tiền cho nên tôi không có mua nhiều rồi tôi mua chúng được có mấy trăm ngàn rồi tôi cũng mua gà mua bánh này kia rồi tôi cúng đó bữa nay á cho tôi xin thêm con số nữa đi thì cái anh đó cái anh mà bị tai nạn đó đó ha ảnh cũng nói là ờ xong rồi á lại cho chú thêm một con số nữa và sáng hôm sau chú lại kể với cái anh chủ quán và lúc này á anh chủ quán á ảnh mới mua mới, mới lấy một số tiền nhiều lắm ảnh mua đi rồi ảnh cho chú mượn nữa ảnh cho chú mượn để mà chú mua nữa tại vì chú đâu có tiền đâu chú đâu có tiền nhiều đâu cho nên ảnh đã cho chú mượn tiền và chú và ảnh hai người là mua luôn và hôm đó mua mua nhiều lắm và chiều hôm đó là trúng nhiều dữ lắm hai người trúng nhiều dữ lắm nha thì lúc mà trúng nhiều này nè chú thì chú mới tính là chú trúng nhiều như vậy nè Chú sẽ gửi tiền đi về màu về quê á để mà cho mà à, người nhà của chú á để mà cắt nhà xây nhà ở dưới quê để mà khi mà chú không có còn chạy xa trên mà Sài Gòn này nữa thì chú sẽ về quê và chú có nhà cửa để mà ở thì chú tính dự định như vậy đó nha còn cái anh chủ quán á, thì anh trúng nhiều dữ lắm tại vì ảnh cho ảnh tính là mua là ảnh biết linh dữ lắm mà cho nên ảnh đã mua nhiều và ảnh cũng đã cho chú mượn tiền để mà chú mua tặng chúng nhiều hai người chúng hôm đó nhiều dữ lắm xong rồi ha là tối lại á là chú cũng vẫn đi mua nè ha anh cái anh chủ quán và chú ha mua nào là ha mua thịt mua mua thịt quay nè ha rồi mua vịt nè ha rồi mua thuốc mua đồ đủ thứ cho nó để về mà để mà cúng để ngay cái chỗ đó đó để ngay cái chỗ mà chú ngủ đó he mà cúng nha cúng hôm đó cúng này kia đồ cúng đồ lớn như lắm xong đốt với tiền vàng bạc đốt đủ thứ trên nhà và các anh chủ quán khi mà cúng xong á thì ảnh lại vào trong quán của ảnh để ngủ nha còn chú thì chú vẫn ngủ ở ngay tại chỗ đó luôn khi mà chú thì chú lúc cúng thì chú ngủ thì không có sao hết đó bình thường xong rồi qua ngày sau nha qua ngày sau cái, cái anh chủ quán này nè anh mới nói là thôi à, chúng như vậy đến nhiều rồi thôi anh không chịu đi kiếm chỗ nào nhà trọ đó mà anh mà anh xin mà anh thuê nhà để nở đi chứ anh ngủ lang thang ở ngoài này lạnh đó, với lại à, mà bệnh này kia nữa không có nên bây giờ hồi lúc trước thì anh không có tiền thì anh không có thuê nhà nhưng bây giờ thì anh đã có tiền thì anh có thể mà anh thuê nhà trọ để mà anh ở mà thì chú này nè chú mới nói ừ để tôi cũng tính dự tính như vậy đó để coi sao thì cái đêm tối đó đi cái chú á, chú về chú về trải ra cái miếng đó đi chú định ngủ nha từ chú vô đó xong mà có khoảng chừng 11 giờ mà chú lăn qua lộn lại mà chú ngủ không có được cái chú sao mà ngủ không được nha tự nhiên cái chú mới nói vậy nè à, bữa nay có đây không vậy thì chú vừa nói cái câu bữa nay có đây không vậy đấy ha thì chú nghe một cái tiếng vậy nè hỏi ai à chú nghe rõ ràng một cái tiếng hỏi ai vậy nha cái chú mới nói nè ủa sao bữa nay cái tiếng lạ quá à không có phải cái tiếng mà trẻ như hồi lúc mà hai hai lần đầu mà chú gặp nữa xong mà bữa nay cái tiếng này là nó dạng nhưng mà giàm nghe ồn ồn gì đó cái chú mới nói nè bữa nay hút thuốc không à để tôi mà lấy thuốc ra tôi đốt cho thì nghe cái tiếng già nghe cái tiếng trả lời vậy nè hỏi cái thằng kia hả cái thằng kia tao đuổi nó đi rồi à, còn mày nữa à, Sao mày cúng cho nó mà mày không cúng cho tao lúc này chú mới chú mới hết hồn đi chú sợ chú sợ ủa sao cái tiếng đó nghe lạ quá không phải là cái tiếng của cái giọng mà cái của thanh niên trẻ nè à, mày không cúng cho tao á thì là mày coi chừng tao đó tao bắt mày luôn đó lúc này chú sợ quá chú sợ quá đi cái chú mới ngồi dậy thì chú thấy rõ ràng ha cái người mà mình nằm mà phía tế một bên mình nó ha rõ ràng ha là cái chân của cái người đó bị cục cái chân của cái người đó cái người đàn ông đó bị cục nha cái chân và chú sợ quá thì chú mới cuốn cuồng lại chú là hả ờ, ủa nhìn lại thì chú nhìn kỹ lại thì không có ai hết chú nhìn kỹ lại thì không có ai và sáng hôm sau ha chú cũng không nói gì hết và sáng hôm sau thì chú lại là cuốn cái miếng mà cuốn dọn dẹp cái chỗ mà chú ngủ đó ha và chú không ở đó nữa và chú đi kiếm chỗ khác chùa khi mà chú nghe đêm tối mà chú nghe cái tiếng của cái một ông già à, nói chuyện là đuổi chú đó ha kêu cúng đó ha cúng cho ổng đó ha mà à, nếu như không cúng là ổng sẽ bắt chú này kia ha sáng lại chú vẫn kể cho cái anh quán chủ quán nha anh chủ quán á ảnh mới nói gì nè à cái ông cục chân phải không à, anh kể cái ông cục chân phải không cái ông này á, là hồi lần ổng chết lâu dữ lắm rồi ủa sao đâu có ai thấy ổng đâu mà sao bi mà bây giờ mà anh lại thấy ổng cái chú chủ quán này nè chú nói chú không có biết tự nhiên đó là sau buổi tối thì tôi tưởng nó có người thanh niên mà hồi mình thường hay sinh số ai về đâu nghe cái tiếng trong già này nè tôi quay lại thì tôi thấy ổng nằm á kế tôi mà ổng cục một cái chân và ổng còn nói như nè mày cúng cho nó mà mày không cúng cho tao á thì mày coi chừng tao đó xong rồi thôi tôi không có mà tôi không có bữa nay bắt đầu bữa nay tôi không có ở đây nữa tôi đi chỗ khác thì chú xe ôm mới nói với anh chủ quán như vậy đó nha Và anh chủ quán mới nói Ừ vậy thôi nếu như mà anh đi thì anh đi chỗ khác thì cũng được không sao đâu Và anh nhớ anh thuê nhà trọ để nở đi Để đừng có ngủ ở ngoài này kia đồ Sương uh, gió này kia bệnh này kia Thì anh chủ quán cũng lo lắng cũng nói với chú như vậy Và chú đã đi tìm cái nhà trọ Nhưng mà hôm đó chú chạy về khuya quá đi Chạy xe ôm về khuya cho nên không có tìm được cái nhà trọ và chú đã trải trải cái miếng nó ra ngủ đại ngoài đường mà kế một, một bên đó là cái quán karaoke cái quán và cái quán karaoke đó đó phía trên nó thì nó có cái 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 bảng cái bảng cái chữ mà karaoke nha thì chú nằm xéo xéo à, để mà chú ngủ chứ chú nằm chú ngủ thì tối ban đêm đó ngủ mà không biết cái chú nằm chú đang ngủ mê đi khoảng chừng 12 giờ tự nhiên cái miếng bản đó, đó, nó rớt cách làm sao nó rớt ngay cái chân của chú á ngay cái chân của chú luôn và chú đã bị gãy cái chân luôn lúc mà nó rớt một cái nó rất mạnh dữ lắm cho nên nó là chú la lên chú la um sùm chứ đó và mọi người ở đó hay tại vì cái quán karaoke thì cũng có người có người già vô cho nên nó là người ta biết người ta thấy đi người ta mới hay và người ta đã đem chú vào bệnh viện và bác sĩ đã kiểm tra này kia đã lo cho chú này kia đầy đủ hết toàn bộ và để mà kiểm tra coi chú bị dễ thương như thế nào ha thì kết quả là chú đã bị gãy một chân chú đã bị gãy một cái chân đó và khi mà chú xuất viện ha thì chú là gãy chân xong rồi chú mới nhắn người nhà của chú ở quê lên để đưa chú về quê luôn và từ đó về sau thì thì chú cũng nghĩ cái chạy xe ôm luôn bởi vì chú đã bị gãy cái chân rồi và chú lại về quê và ở với gia đình luôn chú không còn trở lên sài gòn để mà chú chạy xe ôm nữa và chú rất là sợ chú nói là tại vì chẳng lẽ nào mà mình không cúng đi cho nên cái ông đó ổng đã khiến ổng đã làm cho mình bị gãy một cái chân có lẽ là như vậy và chú rất là từ đó về sau là chú rất là tin cái vụ mà tâm linh dữ lắm. Chú nói nè. À, tại vì chú không cúng là bởi vì ấy là chú đâu không có biết cái ông này. Chú chỉ xin số của cái anh thanh niên kia, anh thanh niên đã cho chú số chú chú cho nên chú chỉ biết một mình anh thanh niên đó thôi. Chứ ngoài ra là chú không có biết cái ông cục chân này cho nên là chú không muốn cúng cho ổng. Cho nên ổng đã làm cho chú bị gãy một cái chân mọi người thấy không cũng là do là chú cũng hơi uh, mà ngang một chút nếu như mà chú cúng thì không có chuyện gì xảy ra rồi chú tại chú không muốn cúng đi cho nên cái ông này ổng đã khiến cho chú bị gãy một cái chân thì đó cũng là một cái trường hợp rất là đáng tiếc cảm ơn mọi người đã xem hết video này nếu như mà mọi người thấy thích thì mọi người đăng ký ủng hộ kênh cho em nha mọi người mỗi một lượt đăng ký của mọi người thì em sẽ được nhà hảo tâm tặng cho em 1.000 won 1.000 won thì tương đương với 20.000 Việt Nam em sẽ dùng số tiền đó để mà đi quyên góp cho và ủng hộ cho những người khó khăn bye bye mọi người bye bye